Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thông tin về việc hàng trăm trẻ ở Bắc Ninh nhiễm sán. Trong khi chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan công an về việc có hay không công ty Hương Thành cung cấp thực phẩm bẩn để chế biến thành món ăn cho trẻ, nhiều phụ huynh đã chọn giải pháp tạm thời là thay nhau cùng với các cô ở bếp ăn đi lựa chọn thực phẩm lớn tại các siêu thị và những trung tâm uy tín lớn. Cụ thể, theo bà Trần Thị Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh, tính đến sáng ngày 20 tháng 3, phần lớn trẻ đã quay lại trường mầm non, tình hình trật tự ở các trường hiện cũng tạm lắng xuống. Liên quan đến bữa ăn bán trú của các con, khi các con quay trở lại trường, một số ít trường lựa chọn phương án hoãn bữa ăn bán trú. Theo đó, buổi trưa phụ huynh đón con về nhà ăn cơm, còn một số trường khác, trong đó có trường mầm non Thanh Khương, thì giải pháp tạm thời được đưa ra là phụ huynh cắt cử người cùng với cán bộ bếp ăn đi mua thực phẩm tại một số siêu thị lớn có uy tín ở trong tỉnh. Phụ huynh cũng mong muốn làm rõ việc công ty cung cấp thực phẩm có tuồn thực phẩm bẩn vào trường hay không, chờ đợi kết quả xác minh. Việc lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm mới theo đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ đến thời điểm này vẫn chưa được quyết định. Phần vì sau sự việc cần phải tiến hành lựa chọn cẩn thận hơn. Mặt khác, vì chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng, nên việc chấm dứt hợp đồng với đơn vị cũ là công ty Hương Thành vẫn chưa thực hiện. Việc này sẽ tính đến sau khi cơ quan chức năng có kết quả cuối cùng.